Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Thì lần trước gia đình chú Hải đây được Cẩm đã đến thăm một lần rồi. Thì gia đình của chú Hải có hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì nhà thì mưa dột, không có che mưa được trong những lúc ngày mưa bão. Thì hôm nay thì An đến thì đại diện cho Mạnh Thường Quân đến hỗ trợ cho chú, gia đình chú Hải một lần nữa. Đó là cô Giác Hiếu và cô Nguyễn Thị Cúc. Thì hôm nay thì mời các bạn đi đến gia đình để thăm hỏi sức khỏe của gia đình chú Hải xem như thế nào nha. Mời các bạn cùng vô nhà. Đây là cái cửa vào của gia đình của chú Hải các bạn. Chú mới tới, chị mới tới. Chào cô, chào chú. À, mới tới con. Con chào chú, chào chị. Nhìn em nè. Có biết em không? Hôm nay con không có đi làm hả? Dạ. Tới giờ ăn cơm chưa? Chưa hả? Hôm nay được nghỉ ở nhà mà mình không có công việc làm hả con? Dạ. À. Chú ơi, chú khỏe không chú? Mệt quá. Dạ. Thì lần trước á thì con có em con á, em Cẩm á có đến thăm là chú với lại chị với lại cháu một lần rồi. Thì hôm nay thì con cũng đến thăm sức khỏe của chú với lại chị á với lại em. À, coi tình hình sức khỏe như thế nào rồi. Thì hôm trước thì Cẩm lại thì có hỗ trợ chú một phần đó chú. Sao vậy con, sao ngồi im ngu vậy? Sao con ngồi im ngu vậy? Nãy cô thấy con đang nấu cái gì hả? Dạ con đang nấu mì. Con vô nấu đi, con vô nấu đi. Coi hôm nay cháu ăn cái gì nha các bạn. Thôi nay nhà mình buổi chiều nay bữa cơm là mình ăn cái gì vậy con? Cá kho đó chú. Ờ, cá kho hả? Dạ. Một nồi, một chảo cá kho vậy đấy hả? Cái này cá ở đâu có con? Cá ông bảy ông nhân lưới không cho. Ờ. Rồi sao con không nấu cơm ăn mà con lại ăn mì? Răng con đau. Răng con đang đau hả? Dạ. Ừ, con có đi mua thuốc uống chưa? Dạ có. Ừ. Ôi mì chín rồi đó, dì thấy chín rồi đó, con để nở vậy. Con nhắc xuống ăn đi. Năm nay con được nhiêu tuổi rồi? Con 15. Học lớp mấy rồi? Lớp 6 mà con nghỉ học. Ủa con nghỉ bao lâu rồi? Nghỉ chừng cái năm rồi. Cái năm hả? Rồi bây giờ nếu mà có điều kiện con muốn trở lại trường đi học tiếp không? Sợ ngoại con không cho tại ông mệt đấy. Ở nhà thì mẹ có phụ tiếp con lo cho ngoại được không? Có. Nếu mà lo cho ngoại được thì con nên đến trường đi tiếp tục học để sau này phấn đấu có một cái nghề nuôi mẹ nè, nuôi ông ngoại. Sau này con sẽ giúp đỡ nhiều hơn đó. Thôi con ăn đi để nói chuyện với cô một hồi mì nở hết đó, ăn đi để đói bụng. Để dì ra thăm hỏi sức khỏe của ông nội, ông ngoại một chút xíu. Ở bạn ơi, đây là nhà bếp của chú nè các bạn. Nó dột. Trời mưa đồ này kia nó có dột không con? Dạ có. Dọn hết nhà bếp này luôn. Hết nhà bếp luôn hả? Còn tối thì mấy mẹ con rồi lại với lại ông ngoại ngủ ở đâu? Ngủ ngoài đó. Là ba người ngủ chung luôn hả? Dạ. Đây là cái sàn nước nè các bạn, sàn nước nhà của chú. Cái này nó cũng mục rồi. Cái này nhà bếp này mình xây dựng bao lâu rồi con? Dạ chừng hơn năm. Nhiều. Giờ mình dẫn các bạn đi tham quan chỗ ngủ của cô chú nha. Tối cả gia đình mình ngủ ở đây hả chú? Dạ. Yeah. Yeah. Chú cho phép con tham quan cái phía trong nhà của chú nha. Yeah. Bên vách đây của mình thì nó thiết nó bị mục hết rồi, sao chú không thay đi chú? Chân à. Dạ. Bên vách của chú đang nằm nè các bạn, bây giờ nó trống như thế này nè. Khi mà trời mưa bão á nó sẽ bị dột á. Phía trên thì sao chú? Phía trên thì có bị mưa ướt không chú? Không. Dạ. Giờ thì tiếp tục dẫn các bạn đi vào phía trong nha. Đây là bên trong nhà của chú nè các bạn. Có được một cái dáng bụ ngựa. Đây là cái cửa sổ nè. Nhưng mà chú cũng không có che gì lại. Khi mà trời mưa thì nước mưa ở ngoài trong nó tạt. Nhưng mà để tận dụng cái cửa này thì gia đình của chú phơi những cái quần áo để cho nó khô.
Cái cửa này khi mưa bão nó sẽ dễ bị dột lắm. Giờ mình ra mình hỏi thăm sức khỏe của chú. Chị qua đây ngồi với em đi. Sao nhìn em vậy? Không gặp sức khỏe của chú thế nào rồi chú? Cũng mệt quá. Chú sao vậy chú? Không có gì. À, tình hình sức khỏe mình trước đó là chú bị bệnh tim hả? Tim. Còn bé trai con lại đi, kêu mẹ ra ngồi cùng với dì đi. Chị ra đây ngồi với em nè. Chứ máu cục bộ gì không để mình la nữa. Dạ. Dạo này thì sức khỏe của chú cũng đỡ hơn trước không? Cũng mệt quá rồi. Dùng thai nhỏ này đi mua thuốc uống. Dạ. Có hết rồi. Mình có bảo hiểm y tế gì không chú? Có. Dạ, mình đi lãnh hay sao chú? Đi lãnh. Dạ. Chú bệnh này là khoảng bao lâu rồi? 2-3 năm gì hả? 3 năm mà. Dạ. Chú bây giờ điều kiện của cháu nó muốn đi học trở lại đó chú. Thì mà sợ lo là ông ngoại ở nhà không ai chăm. Còn chị thì tình hình của chị thì con cũng biết được á. Bây giờ thì nó cũng có dự định muốn đi học trở lại. Thì chú thể nào thu xếp cho cháu nó đi được không chú? Được. Bây giờ nhỏ này nó đang nó khột cặt không phù hồng vậy á. Nó đâu có mua thuốc mang gì chú uống đâu. Dạ. Còn dạ, cơm còn chú cũng bắt nó do rồi bắt lấy uống nước rồi. Dạ. Còn cháu ngày nào cũng đi làm hay sao, hay là bữa làm bữa nghỉ? 3-4 bữa rồi mới làm. Ai kêu gì làm nấy. Một ngày như vậy là người ta kêu con đi làm vậy là khoảng bao nhiêu tiền người ta cho con á, là cả ngày hay sao? Không, bằng lùa dịch chút rồi. Lùa dịch chút? 20 ngàn là con về hả? Dạ. Một ngày là lùa dịch khoảng 2 tiếng. Dạ. Mình cho 10 ngàn, 20 ngàn là xong. Dạ. Vậy nếu thì vậy 3, thì... 3-4 ngày mới lùa. Nãy giờ em nói chị hiểu gì không? Hả? Không. Không biết, không hiểu em nói gì hết hả? À, nói về nãy giờ bé với lại chú... Có hiểu em nói gì không? Không. Ừ, còn nhớ là ba của đứa bé là ai không? Không luôn hả? À, thường ngày là chị giúp gia đình là chị làm được việc gì? Cơm. À, nấu cơm, vo gạo được. Rồi có kho cá được không? Cái nồi cá này là ai nấu? Con. Con nấu hả? Con kho hả? Và mẹ làm được gì? Có xích nước đồ tiết ong được không? Bữa cuối xách nước. Bữa cuối xách nước được. Rồi có biết con là tên gì không? Dạ biết. Biết hết ha. Rồi vậy biết em tên gì không? Không, không còn nhớ ba bé là ai hả chị? Bây giờ gì nè, ông ở nhà rồi chị có chăm sóc mà mua thuốc được cho ông không? Không luôn hả? Mình có mình lấy thuốc rồi xong cái mình đi lại tiệm mình mua, chị biết không? Không biết làm không hả? Mình tiền mình có sử dụng được không? Không. Không hả? Chỉ là chị đâu ở nhà mà. Ngồi đây với em. Chú cho con hỏi nha. Tại vì bữa nãy con cũng hỏi về chị rồi. Thì chị cũng không biết là ba đứa bé là ai á chú. Rồi cũng... Tôi cũng không biết luôn. Dạ. Đi, tôi đi mặn đó. Dạ. À, tôi không biết ở nhà chị tên luôn à. Tôi đi cắt lúa. Dạ. Còn mình giỏi à, ông già và già con. Dạ. Rồi đi cắt lúa gỡ vô này cho chị nó. Dạ. Dạ. Thì ở nhà thì như chị nãy con hỏi chị thì chị cũng biết bữa củi nè, biết xách nước, rồi biết nấu cơm. Thì chị cũng hiểu được một phần nào đó, trong gia đình cũng biết được bé là ai. Thì con nghĩ là có thể là
cho chị đi khám rồi cho thuốc chị uống, rồi từ từ cái mình lấy lại tinh thần cho chị. Thì con nghĩ chú nên cho chị đi bệnh viện một chuyến đi, để có thể bên cái khoa điều trị tâm thần á chú, thì người ta cung cấp thuốc cho mình, thì lúc đó sẽ giúp cho chị được cái... Có đi rồi. Dạ. Đi rồi không hết. Mình đi bao lâu rồi chú, hay là mình đi một lần rồi mình không có chi phí để đi chú? Năm ngoái rồi, không có chi phí kia. Dạ. Còn đất ở đây là đất của mình hay sao chú? Đất còn ở cho cầu cho ở. Dạ. Vậy mình ở bao năm rồi chú? Ở căn nhà này là bao nhiêu năm rồi? Mấy chục năm mà, hai mấy năm. Dạ. Thì mấy nãy qua con đi vòng vòng xung quanh nhà của chú đó, thì từ cái nhà bếp nè, nhà nấu ăn, sàn nước, ở phía trong phòng ngủ, rồi ở ngoài đây nữa, con thấy nó cũng dột hết trơn rồi. Thì sợ mưa bão rồi sao mà chú lại cô với lại em là ở được. Thì sau này chú có cái một cái ước nguyện gì không chú? Ước nguyện của tôi là tốt hơn nè. Có con gà sạch trẻ hơn nữa. Dạ. Chị... Mẹ có mừng lắm chứ. Bây giờ điều kiện của tôi cũng không có cái nào. Dạ. Nhưng mà trước bây giờ cái điều ước đó được thực hiện sau này thì chú phải giữ gìn sức khỏe trước. Rồi phải chị cũng phải có sức khỏe, cháu cũng có sức khỏe nữa. Thì sau này cắt nhà thì mình sẽ được có một cái căn nhà ấm cúng. Thì con hy vọng là được gia đình chú sẽ được nhiều mạnh thường quân hơn nữa, hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình chú, biết được cái hoàn cảnh của gia đình chú như thế này ấy chú. Thì cũng cái chú chủ đất hôm nay thì có đến đây chơi không chú? Có. Dạ. Là chú Sáu Thâu. Sáu Thâu. Dạ. Chú cũng tốt bụng ha, khi cho chú ở nhà ở tới mấy chục năm. Đâu có mất đồng gì đâu. Dạ. Yeah. Thôi chú đừng buồn nữa, chú đừng buồn nữa nha. Con thì sẽ cố gắng hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình chú hết khả năng của mình. Thì hôm nay thì con cũng đến á, thì con cũng có hai mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình chú. Đó nhất là cô Giác Hiếu thì tài trợ cho gia đình chú đó là 2,3 triệu, với lại là bác Nguyễn Thị Cúc hỗ trợ cho gia đình chú là 2 triệu. Thì tổng cộng số tiền mà hai mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình chú là 4,3 triệu. Thì hôm nay thì thôi chú đừng buồn nữa nha, hôm nay thì con đến thì con trao số tiền này cho gia đình. Đó cũng là tấm lòng nhân ái của các mạnh thường quân đối với gia đình của chú. Bây giờ con cũng trao cho chú luôn. Đây là cô. Dạ. Cô khổ quá khổ. Dạ. Thì đây là phần tiền. Dạ chú đừng có xúc động nha. Chú đừng có xúc động quá. Con xin trao gửi số tiền này cho chú. Đây là chú. Đây số tiền là 4,3 triệu. Con xin gửi tặng cho chú. Con chỉ đại diện cho mạnh thường quân ở xa để hỗ trợ cho gia đình chú bớt cảm phần nào cô. Dạ. Quá trời. Tôi giờ nhỏ này nó mang gì được, mà tôi cũng không mang được chân. Nhỏ này khùng đó. Dạ. Cho tôi một lần cắt lúa dữ lắm chứ. Bây giờ là còn đó, cắt lúa. Dạ. Đi cũng nhiều chỗ lắm, bu vào mà. Dạ. Bây giờ hết luôn, hết luôn nổi. Thì các cô chú mạnh thường quân thì cũng có tấm lòng nhân ái lắm, hỗ trợ quan tâm với gia đình của chú với lại cô với cháu. Thì con chất ra một phần tiền này của cô chú, con mua cái gì á để con ăn, để thôi ăn mì hoài làm sao chịu nổi. Giống như bên nãy dì hỏi mẹ con á, thì mẹ con cũng biết tới con đó. Thì con thì
đối xử với mẹ như thế nào. Con có thương mẹ không hay là quan tâm mẹ nhiều không? Có phụ giúp gì cho mẹ không? Con có thương mẹ con không? Thì hằng ngày thì con giúp đỡ gì cho mẹ nè? Mẹ bằng gì con bằng nấy. Giống như là công việc gì con? Bữa củi nè. Bữa củi là con phụ mẹ bữa luôn hả? Con biết làm luôn. Rồi nấu cơm. Nấu cơm mẹ không nấu. Mẹ nấu. Rồi con có phụ do không? Có. Rồi ngoài công việc đó còn làm thêm cái gì nữa không con? Với số tiền mà con ủng hộ, Mạnh Thường Quân ủng hộ cho gia đình chú đó, thì chú làm để làm cái việc gì chú? Mua dịch chú hả? Mua dịch để nuôi hả chú? Nuôi. Dạ. Là chú có thể nuôi được không hay là do cháu nuôi hoặc là chị có thể chăm giúp đàn vịt đó? Mấy ông cháu bà chứ không mấy con nuôi vậy. Dạ. Mình ta vô. Dạ. Mình mong muốn là bao nhiêu con để mình trang trải được cuộc sống thôi chú. Không biết sao giờ có tiền gì thì nuôi nhiều còn không tiền nữa. Dạ, hiện tại như chú có ý định là chú muốn nuôi vịt đó là khoảng bao nhiêu con chú? Ban đầu mình muốn nuôi á. Cũng vài trăm con à. Dạ. Thì theo con biết lúc trước con hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác đó, thì một con vịt con mua như vậy đó là giá là 13 đến 15 ngàn. Thì 2.300 một con. 23 ngàn á. 23 ngàn một con. Là vịt sim hoặc là vịt nuôi lấy thịt chú? Vịt lấy thịt á. Dạ là 23 ngàn một con. Mình mua tại lò hay sao tại chú? Tại lò chắc đau chứ. Dạ. Nếu mà 23 ngàn một con thì 100 con thì nó 2.300.000. Thì chú có thể chức ra 2.300.000 cô chú nuôi 100 con trước. Rồi xong rồi chú lấy phần đó chú mua thức ăn thêm nữa. Thức ăn nữa. Lúa nữa. Dạ. Giờ nếu để thêm đỡ thêm chi phí nữa, bây giờ lúa mình thu hoạch đó chú, cái mình lùa nó ra ngoài đồng á, ăn cho đỡ tốn chi phí. Ngặt cái giờ người ta mua đồng ở trên rồi. Dạ. Mình không có tiền mua. Dạ. Đồng có vậy người ta mua lúa cắt cần người ta mua ở trên à. Dạ. Chị ơi, mới nãy giờ chú nói là nuôi vịt gì đó, chị có thích không? Có chăn vịt được không? Không chăn vịt được hả? Rồi làm sao phụ được chú? Đây nè. Hả? Đây nè. Chăn ở đâu? Bây giờ nuôi đâu? Núi đâu? Đây nè. Núi đây hả? Rồi giờ bây giờ nếu mà mình xây dựng chuồng là mình xây dựng ở đâu? Mình nuôi nó bên đó luôn hả? 100 con chăm được không? Được. Được luôn hả? Giỏi dữ ta. Cố gắng lên nha. Đâu có dám bỏ đây mình lên đâu. Nó bị phong á. Dạ. Bắt theo giữ. Dạ. Vịt rồi lo nó nữa. Dạ. Mỗi đêm nó bị phong vực á. Dạ. Đâu có chấm cho nó xuống nước nữa. Dạ. Mà xuống nước nữa mà con ngồi là theo cho chừng nó. Dạ. Dạ. Để hiểu rõ gia đình của chú Hải hơn thì hôm nay là cũng có chủ đất đến thăm gia đình của chú Hải, đó là chú Sáu Thâu. Thì mình đi ra mình gặp chú để trao đổi gia đình của chú Hải như thế nào cho các bạn biết thêm nha. Em đi nha, em đi ra ngoài một chút. Con đi nghe chú. Con ăn đi để mì nở đó nha. Trước khi thì mình nói chuyện với chú Sáu Thâu thì mình cũng muốn dẫn các bạn đi tham quan vòng ngoài gia đình của chú Hải. Và các bạn cùng đi cùng với mình nha. Đây là phía ngoài gia đình của chú nè các bạn. Nhà chú thì không có nhà vệ sinh các bạn. Đây một vòng mình đi ra phía sau. Giới thiệu cho các bạn biết đây là chú Sáu Thâu. Dạ, chú Sáu Thâu là chủ đất của căn nhà của chú Hải đang ở. Để biết thêm gia đình của chú Hải từ trước giờ như thế nào thì chú Thâu ở đây là người hiểu rõ nhất. Giờ mình cũng xin phép hỏi chú về vấn đề về gia đình của chú nha.
Dạ, thì gia đình của chú Hải sống ở đây khoảng bao lâu, bao nhiêu năm sống rồi? Trên 20 năm nay rồi, tôi cho ở trên đây nè. Dạ. Rồi ông ở đây thì hồi đó còn hai bác còn sống. Dạ. Ở đây hai bác chết hôm nay mấy năm rồi, bây giờ ông bị tai biến. Dạ. Nhưng mà bằng ruộng người bất bên quá, không có lời được nhiêu mà cũng cho chút đỉnh vậy thôi chứ không được tới cái yêu cầu của ổng. Dạ. Có 50 ngàn, 20 ngàn vậy thôi, gì đâu có nhiều đâu. Còn chị thì bị tâm thần rồi có đứa con như vậy là bao lâu rồi chú? Lâu rồi, cũng mười mấy năm rồi, ổng bả đi cắt lúa rồi, ổng này cắt lúa bỏ nhà đó. Dạ. Rồi người ta vô làm bậy làm bạ rồi bị có đứa con thằng đó đó, thằng trai đó. Nhưng mà cái tình trạng của chị tâm thần lúc trước là nó có nhẹ không hay là nó nghiêm trọng hơn bây giờ? Hồi trước nó nặng hơn nữa, bây giờ đã đỡ rồi đó. Dạ. Nói vậy đó. Dạ. Là tình trạng của chị này là bị bao nhiêu năm rồi chú? Từ hồi bụng mẹ sinh ra đó vậy đó. Bụng mẹ sinh ra. Nhưng mà con hỏi thì chị cũng biết được là chị phụ giúp là chặt củi nè, cũng do gạo nấu cơm được. Chị cũng biết được qua cái tiếp xúc với lại đứa bé luôn. Không có nấu được, xúc là bao nhiêu không biết, đi hỏi không à. Yeah. Hỏi ông già đó chứ đâu có biết được bao nhiêu đâu, xúc nhiêu đem ra nhiêu nấu thì chỉ thôi chứ không biết gì đâu. Dạ. Nói gì không biết chân á. Chú ơi, bây giờ con tại vì ước nguyện của chú Hải đó là muốn xây cắt một căn nhà khang trang hơn để che nắng che mưa, có cuộc sống ấm cúng hơn, thì chú là chủ đất ở đây, sẵn hôm nay con hỏi chú luôn là chú có thể nào mà cho phép là chú Hải cắt được cái căn nhà trên cái phần đất của chú không chú? Cho cắt luôn, mà cắt ở hoài phải không, mà chừng nào muốn không ở thì đi thì trả đất lại. Dạ. Chứ không có quyền nói là bây giờ tôi ở đây tôi ở, tôi bồi đắp ở đây nữa tôi bán là không được. Dạ. Phải không, cho cắt ở hoài. Dạ. Chừng nào mà chán thì đi chứ. Dạ. Không có nói gì mà không có đuổi được. Tại con sau này thì sẽ có một cô chú anh chị Mạnh Thường Quân sẽ hỗ trợ cắt nhà cho chú Hải á. Thì sẵn có chú ở đây thì con hỏi giúp cho chú Hải luôn là xem trên phần đất này là chú Hải cắt được không, giống như là chú nói. Cho cắt luôn, cắt sao cắt, không có ngại gì chân á, nhưng mà có một cái là đừng bán ta được rồi, không? Cắt ở hoài được. Vậy là chú cũng tốt bụng lắm rồi, để mấy chục năm nay ở gia đình cho chú Hải cũng có phước phận lắm mới được gặp được chủ đất như chú. Cũng ở hai mươi mấy năm, nhưng mà lúc trước là con thấy đằng kia hả chú? Chú Hải ở đằng kia ở hả? Ở đằng kia, ở đằng đẳng rồi, đằng đất đằng đẳng rồi, của một em rồi nó bán. Dạ. Bán bây giờ lần này. Dạ. Nhưng... đó là ở dưới kia nữa kìa, chứ không phải ở đây đâu. Dạ, vậy là căn nhà này là mình về vị trí cũng hai ba lần hả chú? Hai ba lần rồi, mà nhà này là nhà của... cũng tiền của nhà nước cho hỗ trợ gì đó. Dạ. Rồi cắt nhà lên rồi bây giờ ông bệnh rồi không có trả được rồi mới xóa nợ. Dạ. Nhà nước xóa nợ đó. Vậy là cái trước đó, nếu thời điểm trước đó nữa là chỗ này là chú cố định là hai mươi mấy năm rồi. Dạ. Có nhà nước có cho cắt nhà, có cho dây tiền. Dây tiền rồi ông quả chết rồi, thấy ông này bệnh rồi mới ấp với xã vô xóa nợ ông này. Dạ. Mà thấy cũng vậy thôi chứ không có làm được cái gì cho ông bị ông bệnh rồi. Dạ. Đó, chứ chả quan tâm tới. Dạ, thì thôi con cũng đại diện gia đình của chú Hải đó, cũng cảm ơn tấm lòng của chú đã giúp đỡ trên cái phần đất này cho chú có chỗ nương tựa che nắng che mưa hàng nhà cho cuộc sống của chú được đỡ phần vất vả nào hơn. Vậy là cảm ơn chương trình dữ lắm đó. Dạ. Chương trình làm được là tôi cảm ơn lắm, bởi vì mặn ruộng bây giờ đâu có lợi lớn như đâu. Dạ. Không, mặn có mười mấy công rồi giờ bất bên lo vợ lo con đâu có dư giả được nhiều mà phụ giúp cho ông được nhiều đâu. Dạ. Sắp tới thì con cũng hai cô Mạnh Thường Quân đó cũng hỗ trợ cho chú một phần về kinh tế. À. Thì chú nói với con là chú muốn nuôi vịt thì chắc phần chi phí đó sẽ mua được 100 con vịt. Thì có gì chú Hải có khó khăn gì thì ở đây hàng xóm nhờ chú giúp đỡ cho chú Hải luôn. Để chú nuôi có cái ra cái giàu, có kinh tế á. Mình ở đây nương nhau sống chứ bây giờ có gì sống đấy chứ biết sao giờ. Dạ. Con thấy ở cuộc sống ở quê thì người dân ở đây rất là thân thiện luôn. Hàng xóm với nhau thì có cái gì gục gịch á thì qua là giúp đỡ liền rồi. Chứ đâu bây giờ, đâu bây giờ mình mặn bấp bênh không có thu nhập được nhiều. Dạ. Bây giờ thí dụ thiếu gạo, thiếu gì đó thì nói lên chút đỉnh thôi chứ không phải là cho nó nhiều được, nhiều người mới được nhiều được. Dạ chú.
Thì lúc nãy thì mà An đã ra trao đổi với chú chủ đất ở đây rồi đó chú Sáu Thâu á, thì đã đồng ý cho chú xây dựng lại căn nhà này, là chú thấy có vui không chú? Chú cũng mừng lắm chứ. Mừng khóc rồi cái ghiếu rồi. Mừng lắm chứ. Chú không đã tạo điều kiện mà cắt nhà cỡ gì chứ. Dạ. Yeah. Mà có hỗ trợ rồi thì chú mừng cũng có. Dạ. Yeah. Thì mới nãy con đã ra trao đổi với chú Sáu Thâu rồi đó. Thì chú nói là cứ cắt trên phần đất này của chú thì chú cho được cho chú ở á, nhưng mà phần bán thì mình không bán được. Dạ. Dạ. Ta ở vậy là quý rồi chứ. Dạ. Yeah. Đâu có lòng dạ nào đi bán chứ. Dạ. Yeah. Bán là ở đâu giờ? Hôm nay thì nhóm thôn nữ miền Tây thì đại diện cho các mạnh thường quân đã đến thăm gia đình của chú Hải, và nhân dịp này cũng rất là may mắn được gặp của chú chủ đất ở đây thì cũng đồng ý cho việc chú Hải ở đây. Thì cảm ơn hai mạnh thường quân đã giúp đỡ cho gia đình của chú Hải, đó là cô Giác Hiếu và bác Nguyễn Thị Cúc. Thì xin chân thành cảm ơn, chúc hai mạnh thường quân luôn dồi dào sức khỏe. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi, nếu các bạn thấy thích thì nhớ like và đăng ký ủng hộ. Bây giờ là hẹn gặp lại các bạn ở video sau.